Đây là công lao rất là khó nhọc, không những là của các thầy cô nhưng mà của chính các em nữa, và cũng không những các em luôn mà cũng là do sự cộng tác của quý vị phụ huynh. Cho nên xin một lần nữa chúng ta xin Thiên Chúa chúc lành cho những trưởng thưởng này, các bằng khen, và xin Chúa cũng ban cho các em một mùa hè được lành mạnh để các em luôn học hành tấn tới trong năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con cảm ơn Cha. Dạ con xin được cảm ơn Cha, và trước hết con kính chào Cha và thầy Sáu và anh chủ tịch hôm nay đi vắng nhà, thì có anh phó chủ tịch, mà anh phó chủ tịch anh đi chạy lăng quăng đâu rồi thì con, nhưng mà anh có ở đây. Và sơ dạ con xin mời sơ tươi. Dạ trước hết cảm học thay mặt cho tất cả quý thầy cô của trường Việt ngữ Tết Ninh xin gửi một lời chào mừng lại đến với quý phụ huynh, quý ông bà, quý thầy cô, tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Mới đó đây mà đã 2 năm cảm học được làm hiệu trưởng rồi, mà mới đây mà đã làm một niên học nữa đã qua. Các con có vui không? Vui. Sao vui gì mà yếu xìu vậy? Các con có nghỉ học, các con có vui không? Dạ. Con không biết là các con vui hay là thầy cô vui hơn các con đó. Nhưng mà cảm ơn quý ông bà phụ huynh, là tất cả những quý phụ huynh ở nơi gần cũng như xa xôi đã đến, đã coi trường Việt ngữ Testing là một cái trường để cho các con em của quý vị đến học trong suốt niên học qua, và mong rằng các quý thầy cô của trường và tất cả những người điều hành của trường đã không làm phụ lòng đến tất cả quý phụ huynh và ông bà anh chị em. Mong rằng sau niên học này các em sẽ biết tiếng Việt, hiểu, đọc và nghe và nói tiếng Việt nhiều hơn năm ngoái nha. Và nhất là các em lớp 7, năm nay thì các em được ra trường, mong rằng các em sẽ dùng cái tiếng Việt mà các em đã học trong suốt 7 năm qua để sau này các em có thể ra đời, các em có thể dùng cái tiếng Việt này mà các em sẽ giúp cho xã hội, giúp cho người lớn tuổi, giúp cho ba mẹ, và nhất là có thể giúp ích cho công việc ăn việc làm của các em. Dạ bây giờ thì Cẩm Hồng xin được dành một 2 phút tri ân đến những quý vị ân nhân đã giúp cho trường Việt ngữ Tustin. Dạ đây là những quý vị ân nhân mà chưa đọc tên và giúp sau ngày bế giảng. Cẩm Hồng xin được thay mặt cho trường Việt ngữ Tustin cảm ơn đến anh chị Lâm Đào và Nhân Nguyễn hay Nhà Nguyễn thì không có dấu, thành ra nếu có đọc lộn xin lỗi, ủng hộ 100 đồng. Anh chị Trí Hồ và Rosemary Lê ủng hộ 200 đồng. Cô Emmy Phạm Phương Thảo 50 đồng. Cô Vũ Kim Ngọc 100 đồng. Cô Nikki Trương 100 đồng. Một vị ẩn nhân luôn phụ giúp cho trường 1.000 đồng. ASAP Escrow 200 đồng, và cuối cùng là Golden Award and Trophy giúp đỡ cho trường 50 đồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân đã phụ giúp, đã và đang và luôn ủng hộ cho trường Việt ngữ Tustin. Cảm ơn rất là nhiều. Niên học tới thì trường Việt ngữ Tustin sẽ có một tân hiệu trưởng. Cẩm Hồng muốn nói đến lời cảm ơn đến tất cả quý phụ huynh, quý thầy cô đã tin tưởng và cho Cẩm Hồng được cái chức vị hiệu trưởng 2 năm nay, rất là cảm ơn. Nhưng mà rồi cái nhiệm kỳ trước sau gì nó cũng xong, thì năm nay chúng ta sẽ có một tân hiệu trưởng, và Cẩm Hồng xin được giới thiệu với quý vị ông bà chị em không ai xa lạ hơn,
quý phụ huynh đã thấy rất là nhiều, hàng năm cô đều có ở đây. Mong xin được giới thiệu đến tân hiệu trưởng của trường Việt ngữ Tustin đi qua tới là cô Hứa Trần Kim.